vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác cũng nhé. Hôm nay giới thiệu cho các bác một cái mẫu ống nhòm hàng bút xi si. Để các bác đi săn ong, đi rừng hái hoa phong lan hay là các bác đi du lịch, thì như bác thấy trên tay em là một chiếc ống nhòm hàng bút xi si, nhé, hàng 10x50 waya, hàng này thì nhìn tối đa 1000m và 132m là nhìn độ rộng thôi nhé, hàng bút xi si, thương hiệu rất là ok luôn. Khi gửi hàng đưa các bác là nó sẽ đựng trong một hộp màu xanh này, và đây túi các bác nhé, đây túi của nó là túi màu da màu đen. Đấy, phụ kiện thì đầy đủ cho anh em. Đây là một cái tờ hướng dẫn cũng như là dây đeo. Đấy, và một cái tấm lau kính nữa nhé. Đấy, và đây là cái bịt nắp ở trên này. Đấy, khi các bác không dùng đến các cái bịt nắp này, đây nó có hai bịt nắp đây luôn nhé. Đấy, hàng này rất ok luôn. Em đang đứng trên tầng 3 để test cái mẫu ống nhòm này. Thì trước khi gửi hàng đi các bác thì em sẽ phải test thử ok mới em mới gửi hàng đi luôn nhé. Thì bây giờ em sẽ quay cái điện thoại để test thử cho các bác xem nhìn độ xa nó bao nhiêu nhé. Đấy, tạm dừng để em sẽ test thử cho anh em. Đây hình ảnh thực tế không nhá, hình ảnh thực tế đây. Đấy, hình ảnh thực tế cho các bác xem này. Đấy, thì nhiều thấy là nó không được tròn chỉnh cho lắm vì em cầm điện thoại nó hơi run, hơi rung. Đấy, rất là nét nhưng mà nó không được ấy lắm, nó chưa được tròn chỉnh quá nhá. Đấy. Đây. Thấy các bác thấy thế nào, rất là nét luôn quá nhá. Thì nó có hai ống kính thôi nhá, một ống kính là nó sẽ có thước ngắm, một ống kính không thước ngắm. Thì đây là em sẽ test thử cái bên là không có thước ngắm trước các bác nhá. Đấy. Đấy. Bây giờ thì em sẽ đây các bác nhá, nhìn test thử bên này đi các bác nhá. Đấy. 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 Bên này thì nó sẽ là có thước ngắm này. Đấy. Rất là nét luôn các bác nhá. Đấy. Đấy. Nhìn tương đối là xa và rất độ nét rất đặc sắc. Đấy. Nên là các bác nào mà đang có nhu cầu mua cái mẫu ống nhòm này thì có thể liên hệ trực tiếp bên shop các nhá, theo hai số điện thoại em để dưới tiêu đề. Bên em là luôn luôn giao hàng tận nhà, anh em nhận hàng trả tiền, kiểm tra rồi mới phải trả tiền, anh em yên tâm không phải cọc cải gì các bác nhá. Giá cả hợp lý hơn 1 triệu đồng. Để biết thêm về giá thì các bác cứ alo trực tiếp cho shop các nhá. Đấy. Em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.